Ngày hôm nay thì em lên video để giới thiệu cho mọi người ba cây iPhone XS mà hiện bên em đang có. Máy bên em thì không có nhiều mọi người nhé. Thứ nhất là để mà chọn được cho mọi người một chiếc máy còn zin, sử dụng tốt thì nó cũng mất khá là nhiều thời gian và công sức. Thứ hai là bên em về rất là nhiều máy đấy, thì đã có khách đặt nên là bên em báo và bán luôn. Nên là đôi khi là máy lên để bán cho mọi người thì cũng rất là ít mọi người ạ. Thì cả ba máy này đều ở cái tình trạng là máy zin áp chưa bung mọi người nhé. Tức là chưa mở máy ra lần nào, chưa thay thế sửa chữa bất cứ một cái gì. Còn áp suất chống nước đấy. Và máy đầy đủ chức năng mọi người nhé. Cả ba chiếc máy này thì bên em đều áp dụng chính sách bảo hành 12 tháng, miễn phí ship trên toàn quốc và tặng phụ kiện chất lượng mọi người nhé. Sạc bên em tặng là sạc 20W, sạc rất là nhanh, sạc chất lượng nên là sẽ không gây hại pin, hại máy và không lo cháy nổ mọi người nhé. Ngoài ra thì bên em còn có chính sách bao mọi người dùng thử trong 24 giờ. Nếu mọi người không ưng, không cần có lỗi gì mọi người nhé. Mọi người chỉ cần nói là muốn giả lại máy và nhận lại tiền thì bên em sẽ đồng ý cho mọi người giả lại máy và nhận lại tiền mọi người nhé. Nên là rất là thoải mái cho mọi người. Ưng thì mọi người mua, còn cảm thấy không ưng thì mọi người có thể không mua. Đấy. Đầu tiên thì em giới thiệu với mọi người một cây iPhone XS phiên bản quốc tế 64GB, máy có màu trắng mọi người nhé. Ngoại hình của máy thì thuộc diện là máy phẩy đẹp mọi người nhé. Thuộc diện là máy phẩy đẹp, ở cái tình trạng là zin áp chưa bung, chưa thay thế sửa chữa mọi người nhé. Nguyên áp chống nước. Những cái chiếc máy zin áp như thế này thì mọi người dùng rất là yên tâm mọi người nhé. Thứ nhất là về chất lượng, mọi người nhìn cái màn hình nó rất là sáng đẹp. Thứ hai là cái camera này, camera của iPhone nó rất là đẹp, mọi người nhìn quá là đẹp luôn. Dòng XS này trở lên nó rất là đẹp mọi người nhé. Nhưng mà đối với những cái chiếc máy mà zin áp chưa bung ấy, tức là camera này chưa bị tháo ra thì bụi và không khí nó, bụi và hơi nước ở trong không khí nó chưa vào mọi người, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chưa bị rửa cam, chưa bị thay thế cam mọi người ạ, thì cái chất lượng của nó rất là tốt mọi người nhé. Đấy, cam của nó sắc nét. Đấy, nhỏ như thế này và em zoom lên nó đấy, rõ như thế này. Đấy, ví dụ như thế là những cái thớ vải chẳng hạn. Đấy, cái thớ vải rõ nét như thế này mọi người. Đấy, nói chung là chất lượng là rất là ok mọi người nhé. Thứ hai là về độ bền, nó rất là bền mọi người nhé. Lỡ tay mọi người đánh rơi thì cái tỷ lệ lỗi của nó thấp mọi người nhé. Nó không như máy dựng, nó không như máy ắp kính, nó không như máy đã sửa chữa mọi người nhé. Chiếc máy này thì em để cho mọi người mức giá là 6.600.000 mọi người nhé. Thực sự là giá rất là rẻ. Có thể là những cái lô tiếp theo thì em sẽ phải bán cho mọi người ở một cái mức giá nó cao hơn. Tại vì giá thì hiện tại thì nó đang tăng rồi mọi người. Nó giảm đến kịch khung và nó đang tăng dần mọi người nhé. 6.600.000. Pin của máy này thì còn 80% mọi người nhé. Thì đối với dòng XS này thì nếu mà mọi người muốn thay pin mới thì bên em sẽ hỗ trợ với giá 350.000 mọi người nhé. Đấy. Đối với những cái chiếc máy mà không được hỗ trợ thay pin mới luôn. Còn XS thì mọi người ra tiệm thì chắc có phải mất tầm độ khoảng 600-800 mà chưa chắc đã được pin tốt mọi người nhé. Đấy. Chiếc máy thứ hai là một chiếc máy màu đen. Máy này thì đây, ngoại hình thì nó cũng có một vài cái vết nhầm nhầm mọi người nhé. Nhầm nhầm này thì theo em nghĩ là do xài ốp rồi, chứ nó cũng không phải là tác động của lực gì cả. Nói chung là chất lượng đảm bảo mọi người nhé, không cấn móp, không cong vênh gì cả mọi người nhé. Chiếc máy này thì pin theo máy còn 77% mọi người nhé. 77% thì bên em sẽ hỗ trợ thay pin mới cho mọi người. Máy thì cũng là máy zin áp chưa bung, chưa thay thế sửa chữa bất cứ một cái gì mọi người nhé. Máy này em để cho mọi người giá là cũng 6.600.000 mọi người nhé. Cũng 6.600.000, đã bao gồm bảo hành 12 tháng, miễn phí ship và tặng phụ kiện chất lượng. Chiếc iPhone XS thứ 3. Đấy, cái đây về ngoại hình thì
Đây, nó đây ở chỗ này thì nó hơi bạc một chút mọi người nhé, hơi bạc một chút. Đây. Nói chung là ngoại hình như thế này thì nhiều shop vẫn bán ở cái tình trạng là 99 mọi người nhé. Đây. Nhiều shop vẫn bán ở cái tình trạng là 99. Có cái là nghe thấy các shop nói là 99 thì mọi người nghĩ là kiểu như nó rất là đẹp. Đấy. Nhưng mà họ cũng không chỉ cho mọi người từng chút một. Đấy. Thì mua hàng của bên em có rất là nhiều khách phản hồi với bên em là máy đẹp hơn là so với ở video em quay. Tại sao lại như thế? Tại vì những cái vết như thế này này. Vết như thế này, ví dụ như em zoom lại như thế này. Đấy, thì nhìn nó có vẻ là nó xấu. Đấy. Có vẻ là nó xấu nhưng mà ví dụ mọi người dùng ấy, thì cầm vào cái máy thì hầu như là những cái vết nhỏ nhỏ như thế này thì cũng không để ý đâu mọi người. Đấy. Thế tại sao mà mọi người nhận máy của bên em hay có cái cảm giác là máy nhận lại đẹp hơn là so với shop quay để giới thiệu là như thế mọi người. Chiếc máy này thì em cũng để cho mọi người mức giá là 6 triệu 5 mọi người nhé. Rất là rẻ. 6 triệu 500 nghìn. Pin theo máy thì còn 80% mọi người nhé. Đến đây thì em xin kết thúc video. Mọi người đặt mua máy thì vui lòng liên hệ với em qua hai số hotline là 0818 463 888 hoặc 0763 911 666 mọi người nhé. Địa chỉ của bên em thì ở Yên Lỗ, Cẩm Yên, Thạch Thất, Hà Nội. Bên em ship hàng rất là nhanh mọi người nhé. Miền Nam thì vào khoảng 2 đến 3 ngày. Miền Trung thì 1 đến 2 ngày, còn miền Bắc thì 1 ngày mọi người nhé. Website của bên em là tuvanmobile.com. Em xin chân thành cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã theo dõi và hết sức ủng hộ Tuvan Mobile để Tuvan Mobile ngày càng phát triển và đáp ứng tốt nhu cầu của mọi người hơn nữa.